Dạ vâng, bọn em từ ngoài Hà Nội vô ạ. À, bọn em vào đây cách đây 2 hôm để chuẩn bị ạ. Bọn em rất là đam mê các bé ạ. Nó thành những kiểu đam mê ngấm vào máu rồi anh ạ. Ở nhà bọn em bây giờ hiện tại là đang nuôi khoảng 30 bé. Nói chung là thứ nhất là đam mê. Thứ hai là tụi em trước khi mà tụi em show là tụi em chuyên về đông minh, cắt tỉa lông cho mấy bé thú cưng. Ví dụ các bé cún Binchon này ở Việt Nam, nếu mà bố mẹ mà phả mà được nhiều giải thì nó dao động em nghĩ là từ 40 triệu đến 5-60 triệu tùy. Còn mỹ phẩm thì hiện tại em đang xài của Atero là của Tây Ban Nha. Thì Atero là hiện tại đang nổi tiếng thế giới á. Nên là cái đảm bảo cái lượng lông với lại ấy vẫn phát triển tốt nha. Cái nhu cầu của bạn, bạn muốn con chó mình như thế nào? Ví dụ như là mình muốn bổ sung cho nó tốt hơn thì ngoài ví dụ ăn hạt thì bạn còn được ăn thêm một phẩm chức năng như là cá nè, cá hồi nè, gà nè, bò nè, trứng gà, rồi trái cây sinh tố. Thường thì nếu như mà em cho ra đường về thì sau đó em sẽ phải rửa tay chân cho nó. Với bọn em thì nếu như những bé chơi sâu á thì bọn em không tắm quá nhiều. Bọn em một tuần bọn em sẽ tắm một lần. Và bọn em sẽ giữ làm sao để cho cái bộ lông nó trắng nhất được có thể. Sau khi mà tụi em set up xong, tụi em show xong là tụi em về, tụi em phải xả nước ra lại. Xong tụi em ráp lông lại. Ráp là cuốn lại để cho nó giữ không có bị rối lông. Tại vì bạn cứ tính đi, nếu bộ lông bạn về mà chỉ cần mình ôm nó vào thôi. Từ bộ lông các bạn nhìn vô trong á, nó sẽ theo từng lớp như vậy nè. Thì nếu như mà mình không biết chải nó sẽ bị, nếu như nó sẽ bị rối từ trong đây nó rối ra, thì đâm ra là khi mà mình chải á thì sẽ nó đứt từ trong gốc nó đứt ra, thì bộ lông chó sẽ không có đều. Nên cái việc của mình chăm sóc là mình phải chải nó hàng ngày. Còn lông nó muốn bệnh hay không mình nó sẽ bổ sung từ cái thực phẩm chức năng nữa. Nên là bọn em kể cả ở ngoài Hà Nội bọn em vẫn muốn vô để mình trải nghiệm một cái gọi là gì nhỉ, sự chuyên nghiệp nhé.